Kính thưa quý vị, với mục tiêu nâng cao năng lực khai thác cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đáp ứng yêu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng cao, từ năm 2020, Chính phủ đã đồng ý triển khai dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn, cũng như chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất. Đến nay, dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn đã cơ bản hoàn thành. Thủ tướng yêu cầu bàn giao mặt bằng nhận được từ Bộ Quốc phòng cho Cảng vụ Hàng không miền Nam, gọi tắt là ACV, để chủ động khẩn trương triển khai thi công nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất trong quý 3 năm 2022 và hoàn thành vào tháng 9 năm 2024. Tuy nhiên, việc triển khai các thủ tục bàn giao mặt bằng dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 và các dự án giao thông kết nối khu vực cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất còn nhiều bất cập, không đảm bảo tiến độ hoàn thành khai thác các dự án theo đúng mục tiêu đề ra. Ngày 9 tháng 7 năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc khảo sát hiện trường và họp về các dự án đang triển khai tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Thủ tướng yêu cầu trong tháng 7 năm 2022 phải bàn giao 16,05 ha đất quốc phòng cho dự án nhà ga hành khách T3 và khoảng 11,89 ha đất quốc phòng cho dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn, đường Cộng Hòa, giải quyết xong vấn đề tài sản liên quan đến 12 ụ bê tông xi măng trong phạm vi giải lăng của đường lăn W11A. Hiện ACV đã hoàn thiện, phê duyệt thiết kế, đấu thầu lựa chọn nhà thầu và sẵn sàng khởi công các hạng mục rà phá bom mìn, móng của công trình. Thủ tướng cũng yêu cầu ACV và Ủy ban nhân dân TP.HCM tiến hành khởi công trong quý 3 năm 2022 sau khi nhận bàn giao mặt bằng, hoàn thành đồng bộ và đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 9 năm 2024. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên.